chị em chúng tôi là nhận được lời mời từ Thanh Trần. Thanh Trần đang muốn nhờ cái chương trình này để mà kết nối cái câu chuyện giữa nàng dâu còn rất nhỏ với một cái gia đình tứ đại đồng đường như thế này, mà với lại văn hóa Thanh Trần là người Nam nữa đúng không chị, với lại làm dâu trong một cái gia đình Bắc Bộ như vậy nữa, cho nên chắc chắn là sẽ có nhiều thiếu sót, và mong là qua chương trình này một phần nào đó nó có một cái sợi dây kết nối giữa nàng dâu miền Nam với gia đình ở miền Bắc. Chắc lẽ là mời cả gia đình chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái đoạn clip này. Không biết đó là gì. Em thấy em cũng hơi buồn, hơi thất vọng về bản thân của em nhiều. Rồi ba mẹ em buồn về chuyện em với anh cãi lộn. Đó là chuyện của em với anh Lì. Em với anh Lì từ nhỏ đến giờ. Mà nhờ có vợ em, cái cưới vợ em về là em đỡ Lì hơn nhiều. Đó. Nếu mà đỡ hơn nhiều luôn đó, hồi xưa Lì lắm chịu nổi đâu. Xong rồi giờ đứa cũng đỡ hơn nhiều, giờ ba mẹ buồn về chuyện hai chồng lâu cãi lộn thôi. Đó, với hai chồng cũng chơi hơi lo công việc hơi nhiều á, nên là cũng không quan tâm đến hai đứa nhiều. Mà thời gian gần đây, nói chung là cái mấy tháng gần đây á, thì Manny càng lớn lên. Thì lúc đó nó gọi là nó luôn bám sát hai chồng á, nên là hai chồng cảm thấy lúc đó tình cảm dành cho con thì nhiều, biết suy nghĩ hơn. Nên là càng ngày càng cố gắng về vấn đề điều đó, nên là cũng đỡ một phần nào. Ba mẹ em mong muốn của em là yêu thương gia đình, vợ con. Xin chào ba mẹ, con là con dâu của ba mẹ đây, con dâu Thanh Trần đây. Thì trước đây khi mà con chưa vào nhà mình á, thì nhà mình chắc là một bầu trời bình yên cho tới khi mà con bước chân vô thì quá trời xáo động, quá trời những cái thay đổi lớn. Con luôn hứa ba mẹ là con sẽ trưởng thành hơn, yêu thương Thanh nhiều và con cái nhiều, ít đi chơi lại, và là một người cha tốt, công và sẽ làm công việc rất là ổn định, không có phải là trẻ dâu nữa, không đứt nữa. Xin lỗi mẹ nhiều lắm ạ. Có những người cũng là người thân hoặc là người ở đâu đó xung quanh, người ta cũng nói những cái câu nói khiến mà mẹ khá là buồn. Con chưa bao giờ mà nghĩ là sẽ có những người mà ba mẹ không phải là ruột thịt của mình mà đối xử với mình như là con đẻ, giống như là ba mẹ. Thì những ngày đầu mà con bước chân nhà mình ở thì có những cái mâu thuẫn xảy ra giữa con và Khánh, khiến cho con cảm thấy là ủa, mình ở chồng mình mà mình đâu có ở chung ba mẹ chồng của mình đâu. Rồi xong mẹ lại giống như là con kiếm chuyện để mà con gây lộn, là con muốn lộn này kia, con không nể mặt ba mẹ một chút nào hết. Thì con biết những lúc đó là một phần là con cũng vì còn nhỏ, một phần cũng vì cưới sớm quá, một phần là cũng vì suy nghĩ ích kỷ của con, nên là con có những cái hành động là gọi là phải nói là vô lễ với ba mẹ. Thì con biết là sau những cái lần như vậy ba mẹ luôn luôn bỏ qua cho con. Và những lúc mà con suy sụp hay là công việc làm ăn của con không tốt, hay là con gặp bất cứ một chuyện gì đó, ba mẹ chưa bao giờ hỏi con về vấn đề tiền bạc hay gì, mà luôn luôn nói là con cần giúp gì cứ nói ba mẹ. Thì thật sự là những cái điều ba mẹ làm con rất là biết ơn, con rất là trân trọng và cảm ơn ba mẹ. Vì con có làm sai rất nhiều lần mà ba mẹ vẫn bỏ qua cho con. Con mong là ba mẹ bỏ qua những cái lỗi lầm cũ của con và Khánh, chấp nhận cho con một lời xin lỗi gửi tới ba mẹ. Và mong là ba mẹ có thể vui vẻ hơn. Vì con biết là có những chuyện con làm rồi thì nó sẽ lưu lại trong lòng ba mẹ, và mình sẽ rất là buồn. Cái nỗi buồn nó sẽ kéo dài hoài, khó mà có thể bỏ qua được. Mà từ giờ con sẽ cố gắng để mà trở thành một đứa con nhau tốt hơn, nhà sẽ là người vợ tốt, người mẹ tốt ở trong nhà. Mong là ba mẹ sẽ luôn yêu thương con những ngày đầu, đừng có thay đổi cái tình thương đó đối với con. Con sẽ cố gắng nhiều hơn. Cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. Mẹ đã yêu. Trời ơi, mẹ không có giận con.
mẹ giận con á, ví dụ mẹ giận con là mẹ giận mẹ về để cho con không biết cách cư xử, thì đó là lỗi của phụ huynh, không phải là lỗi của con trẻ đó. Thì mẹ không nghĩ là con cứ nghĩ là mẹ đang giận hoặc là mẹ nghiêm trong lòng, vì là cái chân lý của mẹ như này này, đã là con không phân biệt dâu con, mà là đã là con của mẹ thì trách nhiệm của người mẹ là suốt cả cuộc đời đó là luôn nhắc nhở và đóng góp ý kiến tốt để cho các con trưởng thành. Hôm nay thì ngoài những cái lời nói xin lỗi ra thì chắc chắn là hai em sẽ còn có một cái thể hiện nữa gửi đến cho các bậc sinh thành của mình. Cái này là của hai vợ chồng Thanh Trần chuẩn bị. Muốn gửi tặng cho bố mẹ. Rồi, xin mời anh Hưng ơi. Không, cái này là ba ta nhận chung nè. Coi như là ba mẹ chung. Đây, đúng rồi, ba không mẹ có chung nè. Không có riêng gì chung hết. Đúng, hai đứa con có món quà muốn gửi tới ba mẹ, cũng như là một món quà cảm ơn ba mẹ vì thời gian qua đó yêu thương tụi con rất nhiều, à, gửi luôn cả mẹ. Mẹ đã luôn tin tưởng nhà con, đã bỏ qua những điều con làm sai, những điều con làm khiến mẹ rất là mang tiếng. Anh phải nói là hôm nay thì rất là xúc động, xúc động mà bởi vì nghe được những cái lời bộc bạch, những cái lời hứa, và thậm chí và sau cùng, sau tất cả đó là một cái lời xin lỗi. Và kể từ ngày hôm nay anh nghĩ rằng là nó sẽ không có một cái gì gọi là sai lầm xảy ra, có nghĩa là hạn chế tối đa những cái sự sai lầm để làm sao để hướng về những cái ngày tới nó sẽ vui vẻ nè, hoàn hảo nè, và hạnh phúc thêm. Đúng không? Hôm nay thì chị thấy là Thanh Trần ở ngoài là một cô gái rất là tăng động, nhưng mà chất chứa trong tâm hồn là một cô gái rất là tình cảm và sống rất là sâu sắc. Cái cách nói chuyện của Thanh Trần chị nghe chị xúc động cực kỳ luôn, thấy là em rất là thật. Wow. Chị là người phát hiện ra điều này ở cô bé này từ lúc đầu tiên chị gặp. Nên là chị luôn luôn tin rằng những cái tình yêu thương của chị dành cho Thanh á, là sẽ mọi cái là Thanh sẽ cảm nhận được.